bác mẹ. Ba mình mới mua cho mình 2-3 bộ đồ chơi nha. Đây là mềm mê nha. Rồi. Giờ mình sẽ ăn này trước nha. Rồi chia ba người Coca, cà phê, kem, mỗi người một. Rồi ăn kẹo này kem, ăn kẹo nè. Từ từ chút mới chơi. Ăn kẹo, ăn kẹo. Hơi hết, rồi bà lấy cho. Rồi. Cho. Rồi bắt đầu. Bắt đầu bây giờ khui kẹo ra nha. Bây giờ khui kẹo ra nha. Ăn dễ nha. Rồi khui kẹo quá nha, chia ba đứa ba miếng nha. Rồi chia ba đứa ba cục. Nó đâu có gì đâu. Đó ăn đi. Rồi. Tôi giỏ mà. Ừ, rồi chia. Giỏ nè. Đó. Của con đâu? Của con đâu? Đây đây đây, chỉ em ăn, chỉ em ăn. Rồi chỉ các bạn ăn nè. Bây giờ không đem bơi háo chưa? Bây giờ kêu háo. Giơ lên đây nè, háo cho các bạn xem nè. Nè, 1 3 nè, bây giờ mình háo coi nha. Đó, đẹp chưa các bạn? Nè, bạn kia ăn thử cho các bạn coi đi. Đi ăn không? Ơi. Rồi, cũng ơi. Này, cái này cũng ơi. Rồi bây giờ bạn sẽ háo ra. Nè. Chua hả? Rồi. Ngon. Sao không nghĩ ra được? Bẹ. Ủa? Đây bà lấy cho mẹ. Ai nghĩ ra được rồi nè. Nè. Cái này bị nhau. Đúng rồi. Nè bây giờ mình ăn nha. Nè bị nhoi các bạn. Cũng được chứ. Chua chua ngọt ngọt phải không? Ăn sao phải diễn tả cho ta ăn biết chứ. Nó dai dai lắm luôn á. Dai mà kéo ra luôn. Chị để tao lấy cho nè. Vị nho chua chua ngọt ngọt. Nó lớn rồi. Vị nho chua chua ngọt ngọt nha bạn. Để ngay đơ rồi. Chua chua ngọt ngọt mà nhăn mặt luôn. Ngon quá. Ngon quá nên nhăn mặt đó. Kèm xuống đây, kèm xuống đó ngồi. Kèm xuống đó ngồi, xuống đó ngồi cho các bạn xem. Nè, các bạn nè, giới thiệu nè. Cái này cái gì? Nè. Bunny, các bạn ơi. Cái này là cái máy bắn kẹo nha. Nhấn vô là ra nó hết kẹo. Giờ mình sẽ trồng cây nha. Ba cái này chắc chắn sẽ cây đây, sẽ hết. Đây là kẹo trồng cây. Nè, kẹo trồng cây nha các bạn. Còn cái này là gì? Bunny. Kẹo hả? Kẹo không phải kẹo. Bonnie luôn, kẹo Bonnie. Bây giờ mình sẽ mở cái bộ này ra nha. Mở bộ này luôn đi. Rồi mở. Mở từng bộ thôi. Giờ mở bộ nào trước nè. Đây. Mở kẹo đi ba. Từ từ mở cho các bạn xem từng bộ. Lấy bộ mở bộ chị hai trước nha. Nè, bộ trồng cây từ từ. Bộ trồng cây nha. Cây ngồi xuống đó. À, thì mở cho các bạn xem cái này trong cái bộ trồng cây này nó có cái gì đây. Nó có một cái miếng nhựa này. Cái này là gì? Cái này gói bột nè. Cái này là gói bột. Cái này là tạo hình hương cây. Được chứ, này tạo hình nhưng mà để coi nó hướng dẫn làm gì. Để mình bắt đầu để tạo hình cái cây xanh này nè. Tạo hình cái cây xanh này chuẩn bị nha. Đó, cái này rồi cái cây đó nãy để tối nay mình review cho các bạn xem nha. Còn bây giờ là mình cái cây này phải nấu lên nữa các bạn ơi. Cây này phải nấu lên để tối mình nấu lên mình review. Còn bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái ngồi xuống thấy bơi. Ngồi xuống cho thấy bơi nè, cái hộp bắn kẹo nha. Đó. Khui cái hộp bắn kẹo ra. Wow, rất là nhiều màu luôn. Để khoan. Từ từ bà háo ra. Nè, háo ra. Đó. Nè. Muốn ăn kẹo gì là nè. Nè, muốn ăn kẹo gì là mình nhấn cái nút này là cục kẹo nó rớt ra nè, để nó rớt ra cho các bạn xem.
Hơi cứng nha. Mà đi đâu ra không thấy nó giận cái gì đó. Giận. Nó giận. Rồi nó giận xuống nè. Ý. Rồi đúng rồi nè, giận đúng. Ý ý. Ôi, ra đưa cục cải vàng. Cho con cục nữa, cho con cục nữa. Cho đây hai nè ha. Để nó dặn cho các bạn xem. Người gặp. Dặn cho nó là á, à, ê nó gói cái cục đều đỏ nè. Rồi con tự dặn. Đây đây. Kẹo dẻo, ăn kẹo nè, kẹo dẻo. Giờ mình sẽ ăn, mình cảm nhận cho các bạn nghe nha. Rồi. Mình sẽ ăn cảm nhận cho các bạn nha. Nhìn nó xinh gươm quá. Sẽ xinh gươm quá các bạn. Kìa nó đổ hết đó con, nó đổ á. Để nàng nè con, để nàng. Để nàng mới xay cho. Để nàng phê lấy nó cho. Ngon. Từ từ, từ từ. Mẹ lừa nó ngọt. Ừ, này giống xinh gươm á. Ở còn gì nữa không? Ủa này. À, cái kẹo đó giống xinh gươm không? Này, đây, đây. Đây, đây kìa. Đây, đây cho các bạn xem lần nữa. Đây. Nè, đó. Kẹo rất là đẹp nha. Đi. Nè, xoay cái này cái là nó ra cục kẹo nè. Đó, màu tím. Nè, nó có hình nhé nè ba. Nghĩ vậy. Ờ, đây. Đây mình coi review cho các bạn xem cái hương gì nha. Đó. Ê, xoay hoài sao nó không gớt. Rồi, nó gớt cái cục màu vàng. Màu vàng hương gì? Màu vàng hương gì? Hương, hồi nãy con ăn đó. Ủa, nha. Ăn xong nha, chút nhã nãy chứ. Nãy con ăn hụt coi, có hương gì. Hương chuối nha các bạn. Nghe nó lạc à nhã kìa, nó lạc à nhã không? Chuối nha các bạn, chuối. Rồi, lấy màu khác rồi, màu hồng. Rồi dục đi. Nè, màu hồng lại có hương gì? Dâu màu. Dâu. Ừ, hương dâu. Ra màu đỏ nãy giờ. Nãy ra màu đỏ. Ra cho con màu xanh. Ừ. Nó muốn ra màu gì ra chứ sao biết được. Màu ăn hết, màu hồng có vị gì nha. Nữa nè, nghe màu đỏ hoài với con à. Ba, bờ cỏ. Màu hồng, nó màu hồng. Màu hồng nó nghe vị gì á. Ừ. Ê, màu xanh nè. Cho con cục đi. Nó ăn màu đỏ không à. Con chưa màu vàng, màu vàng đi. Vậy đó mà. Màu hồng. Nãy cho mẹ con màu vàng. Đây. Nhảy kia ra. Coi nhảy. Nhảy ăn hai bụng cục nữa. À, màu gì đây? À, màu xanh nè. Nhảy cho mẹ con không nhảy. Màu xanh Việt Quốc. Việt Quốc nha. Màu xanh bị Việt Quốc nha các bạn. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng không? Quên học, thay học. Để dành tối ăn đi ha. Chị ăn với chút chị cắt tối ăn nha. Đúng rồi. Ừ, nó cắt. Để ra lại cái nhã. Rồi đem cắt nha các bạn. Để đó nhai đi, nhai chơi cho nó vui. Rồi, có mình ăn tiếp.